Chào các em học sinh đến với tiết học điện tử môn luyện từ và câu lớp 2. Các em thân mến, thế giới thiên nhiên phong phú và đa dạng. Ngoài các loài chim, còn có các loài thú. Các loài thú gồm có thú hiền hay thú dữ, có đặc điểm ra sao? Chúng ta cùng tìm hiểu qua bài học. Mở rộng vốn từ. Từ ngữ về muôn thú. Đặt và trả lời câu hỏi như thế nào? Trong bài học này, yêu cầu các em xếp được tên một số con vật theo nhóm thích hợp, biết trả lời câu hỏi có cụm từ như thế nào và biết đặt câu hỏi có cụm từ như thế nào. Bây giờ chúng ta hãy bước vào hoạt động 1, mở rộng vốn từ về muôn thú. Mục tiêu của hoạt động này giúp các em xếp được tên một số con vật theo nhóm thích hợp. Trước khi làm bài tập, các em hãy cùng xem một số hình ảnh và quan sát những con vật ấy được xếp vào nhóm nguy hiểm hay không nguy hiểm. Mời các em cùng quan sát. Bài 1. Xếp tên các con vật dưới đây vào nhóm thích hợp. Hổ, báo, gấu, lợn lòi, chó sói, sư tử, thỏ, ngựa vằn, bò rừng, khỉ, vượn, tê giác, sóc, chồn, cáo, hươu. Bài tập yêu cầu các em xếp tên các con vật cho sẵn vào hai nhóm thú dữ, nguy hiểm và thú không nguy hiểm. Các em hãy dừng video và bắt đầu thực hiện bài tập. Bây giờ, các em hãy cùng cô đọc lại tên các loài thú được xếp vào nhóm thú nguy hiểm và nhóm thú không nguy hiểm. Thú dữ nguy hiểm gồm có báo, gấu, lợn lòi, chó sói, sư tử, bò rừng, tê giác. Thú không nguy hiểm gồm có ngựa vằn, khỉ, vượn, sóc, chồn, cáo, hươu. Ngoài các loài thú được nêu ở bài tập, còn có các loài thú không nguy hiểm khác như nhím, lạc đà, cừu, dê, một số loài thú nguy hiểm khác như trâu rừng, voi rừng. Các em hãy ghi nhớ, chúng ta không trêu chọc và bảo vệ muôn thú vì chúng đều mang lại lợi ích cho con người. Chúng ta chuyển sang hoạt động 2, trả lời câu hỏi có cụm từ như thế nào. Mục tiêu của hoạt động này giúp các em biết trả lời câu hỏi có cụm từ như thế nào. Bài tập 2 yêu cầu các em dựa vào hiểu biết của mình về các con vật, trả lời những câu hỏi sau. A. Thỏ chạy như thế nào? B. Sóc truyền từ cành này sang cành khác như thế nào? C. Gấu đi như thế nào? D. Voi kéo gỗ như thế nào? Các em chú ý nghe cô hướng dẫn làm bài. Trong câu thỏ chạy như thế nào? Để trả lời câu hỏi có cụm từ như thế nào, ta sẽ ghi lại câu và thay thế cụm từ như thế nào bằng cụm từ chỉ đặc điểm, sau đó ghi dấu chấm ở cuối câu. Bây giờ, cô mời các em bắt đầu làm bài. Các em đều đã hoàn thành tốt bài tập này rồi đúng không nào? Chúng ta kiểm tra lại xem có cùng đáp án với cô không nhé. Thank you.
ta chuyển qua phần tiếp theo của bài học, hoạt động 3, đặt câu hỏi có cụm từ như thế nào. Mục tiêu của hoạt động, giúp các em biết đặt câu hỏi như thế nào. Bài 3, đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm như đây. A. Trâu cày rất khỏe. B. Ngựa phi nhanh như bay. C. Thấy một chú ngựa béo tốt đang ăn cỏ, sói thèm rõ dãi. D. Đọc xong nội quy, khỉ nâu cười khành khạch. Các em chú ý, khi đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm là cụm từ chỉ đặc điểm, ta sẽ ghi lại câu, sau đó thay thế cụm từ chỉ đặc điểm bằng cụm từ như thế nào, rồi viết dấu chấm hỏi ở cuối câu. Chúc các em làm bài tập thật tốt. Cô mời các em cùng cô sửa bài nhé. Bài học trên đã giúp các em biết đặt và trả lời câu hỏi có cụm từ như thế nào và nhắc các em luôn yêu quý và bảo vệ loài vật để giữ gìn môi trường sống trong lành. Thân ái, chào tạm biệt các em.